Xin chào thầy và các bạn, thì mình tên là Giang Nguyễn, IK42. Hôm nay mình xin trình bày cái vấn đề đó là có luồng thông tin cho rằng người ta đã bơm vào nhân của con COVID-19 á, một đoạn gen của HIV, thì điều này là đúng hay sai? Thì mình xin trình bày về cái vấn đề này. Thì đầu tiên thì mình sẽ ôn tập lại microbiology. Thì với cái con virus thì thuật ngữ mình sử dụng ở đây là replication. Thì virus chúng ta sẽ chia thành hai nhánh, đó là DNA virus và RNA virus. Thì trên đây mình cũng đã đưa ra một số cái con thuộc DNA và thuộc RNA virus. Thì mình cũng xin nhắc luôn là HPV và con COVID-19 thì nó nằm ở nhánh là RNA virus. Rồi, các giai đoạn sao chép của virus thì gồm có 5 giai đoạn. Thứ nhất là cell entry, uncoating, translation of viral proteins, post-translational modifications và release. Rồi, cơ chế tác động của thuốc kháng virus thì đối với DNA virus thì cơ chế nó đánh chủ yếu vào quá trình tổng hợp cái DNA, và đối với RNA virus thì thuốc nó sẽ đánh vào ba cái chỗ. Thứ nhất là uncoating, thứ hai là RNA replication, và thứ ba là release. Rồi, các cái thuốc mà FDA công nhận để điều trị SARS-CoV thì gồm có hai thuốc, đó là Remdesivir và Baricitinib, là hai cái loại thuốc mà FDA công nhận. Rồi, cơ chế tác động của cái thuốc điều trị COVID-19 thì đối với cái Remdesivir thì nó tác động vào cái RNA replication. Còn thuốc cái Baricitinib thì nó có cơ chế tác dụng, đó là nó giảm cái đáp ứng viêm hệ thống, và nó block infected cell from making more virus, thì tức là nó ngăn chặn những cái tế bào mà bị nhiễm con virus này á, mà tránh cho nó nhân lên nhiều cái virus hơn nữa. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ trả lời cái câu hỏi, đó là cái thông tin là người ta đã bơm vào nhân của con COVID-19 này một đoạn gen của HIV ấy, thì có đúng hay không? Thì mình sẽ trả lời đó là hoàn toàn sai. Bởi vì cái con COVID-19 á, nó là RNA virus, thì vì vậy nó không có cái nhân tế bào, và nó sao chép thông tin nó nằm ở ngoài tế bào chất, nên cái thông tin này á, thì hoàn toàn nó là sai. Rồi, đây là cái tài liệu tham khảo của mình. Và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.